Dạ, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh ẩm thực và du lịch. Thì hôm nay là Phương đang có mặt ở ngay ngã tư Tân Phước và Lý Thường Kiệt. Thì Phương sẽ dẫn mọi người đến một cái quán bún bò An Cụ ở trên đường Lý Thường Kiệt, ngay cái góc ngã tư luôn đó cả nhà. Thì quán chị bán rất là lâu năm rồi và rất là đông, đặc biệt là rất là ngon luôn. Tại vì Phương đã ăn rồi thì mình thấy ngon rồi mình mới quay trở lại đây để quay chia sẻ đến cho mọi người nè. Thì bây giờ Phương tiến lại gần cái xe bún bò xem cho mọi người nhìn nó hấp dẫn hay không nha. Đây, bên này là nguyên một cái cục thịt nạm nè cả nhà, giò. Ê, em chào chị. Dạ, chào chị. Đó, nhìn rất là ngon chưa? Chị ở đây mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Một giờ. Từ mấy giờ hả chị? 5 giờ rưỡi là tới 1 giờ. 5 giờ rưỡi sáng là mình dọn ra rồi hả? Đúng rồi. 3 giờ rưỡi là đã dậy nấu rồi. Ôi ghê cho mọi người. Chị dậy 3 giờ rưỡi rồi dậy rồi, 5 giờ rưỡi là dọn ra rồi, bán tới 1 giờ trưa. Đó, chị mình bán ở đây là lâu rồi phải không chị? Gần 20 năm. Bún bò An Cụ. An Cụ gần 20 năm rồi nha mọi người. Năm 2002 tới giờ đó em. Đúng rồi, 2002 là 20 là gần 20 năm rồi. Nhìn cái mấy cái tái với lại cái bắp nữa rất là ngon nha mọi người, đặc biệt là có xíu quách ở đây. Cái xíu quách nó ngon lắm. Hôm bữa em ăn mà chưa được ăn cái xíu quách luôn á. Xíu quách bữa nay ta đặt rồi. Hết rồi hả? Đây nè cái nhà nguyên cục xíu quách đó. Để nó móc ra nè. Đó đem ra. Nấu là nấu chín xác xíu quách luôn đó. Bò đó. Cái này là cầm ăn cái cục này không đủ no đó. Nè bên nó rất là nhiều thịt nha. Đó. Thấy không? Này nè. Cái cục kia mới đã đó. Ủa vậy là hết rồi hả chị? Hết xíu quách rồi hả? Ta đặt rồi. Còn cục nào cho em không? Hả? Còn cục nào cho em không? Ta đặt hết rồi, lấy hết rồi. Rồi đó mấy lần mà mình ăn ở đây là không được ăn xíu quách luôn đó mọi người. Bây giờ là người ta đặt hết trơn luôn rồi. Phải dặn trước gì đó. Rồi làm cái kia về luôn đúng không? Nhiều bún về luôn đúng không? Rồi nè. Nè từ... Chị không lấy bún ăn rau không? Không ăn. Chị mình bán từ 5 giờ rưỡi sáng tới 1 giờ chiều lận nồi nước lèo bự vậy hả? Hay là mấy nồi vậy? Hai nồi. Hai nồi vậy hả? Đó, hai nồi nước lèo vậy nè cả nhà. Xíu quách mình lấy loại ngon á thành ra ít lắm. Dạ. Ngày khoảng tầm 20 kg xíu quách. Giờ nhìn thấy thèm lắm cả nhà. Giờ mình ra mình trộn một cái chén tương ớt với sa tế nha, là mình gỡ. Mình rửa cái này mình chấm thì rất là ngon luôn. Mình chưa được có duyên à, chưa có duyên ăn cái này mọi người ơi. Đem về nè hả? Là còn có hai cục này thôi hả chị? Đúng rồi, 4 cục mà 2 tô của anh ta luôn rồi, ta dặn rồi. Chị như nếu mà xíu quách thì mình kêu riêng như vậy hay là ăn sao cũng được hết trơn á. Ăn bún xíu quách thì ăn bún xíu quách mà ăn xíu quách không thêm cũng được. Dạ, thí dụ như mà mình thêm một cục xíu quách thì bao nhiêu chị? Một cục khoảng tùy theo cục xíu quách. Như 25 30. Dạ, ví dụ như cục này đi. Cục này thì 25 nè. Cái gì đó. Ví dụ như đó mọi người nhìn rất là ngon luôn. Nè cái ngon nhất là mấy cái gân này nè. Một tô bún với xíu quách như vậy là 65. Dạ. Đã quá nè. Chị ơi, không ăn được tiếc thì có này bữa nào cố gắng đi sớm để ăn trước, ăn được cái món này mới thôi nè. Em mới nghe chị nói tiếng Huế luôn á. Mình gốc Huế luôn hả chị? Nãy giờ nghe nói tiếng Sài Gòn tưởng đâu Sài Gòn. giờ nói tiếng Huế luôn nha. Chị em người Huế, ba mẹ con người Huế mà. Dạ. Mang về đây đủ có giò của anh này. Đông quá à. Như nãy chị nói em là tầm 8 giờ sáng mới có xíu quách mà 8 giờ rưỡi là hết rồi. Đúng rồi, thôi ăn lẹ lắm bởi người ta canh ăn mà canh xíu quách là ăn. Ồ mọi người, trong vòng có nửa tiếng đồng hồ là xíu quách không có đó nha.
Thì mình muốn ăn bún bò xí quách này nè, thì lại trước 8 giờ đó. Hoặc là điện thoại, chút xíu mình tới giống như đó. À đúng điện rồi. Thoại đó. Để mình đọc cái số điện thoại của quán nè. Ồ cái như ở trên này là thêm 028 hả chị? Ở dưới là trên đó, ở dưới là cái này nè. 028. Nè cái tên menu này, cái menu là rõ ràng rồi. Dạ dạ. Đây. Không qua đây. Quay menu đi đúng rồi. Đây nè, quay cái menu này đi cho dễ. Tái là 40, nạm 40, giò heo 40. À nhầm. Giò heo 45, chả nạm 45. Rồi còn lại phía dưới là tái nạm gân đó là 50.000. Tái nạm cua. Chả cua là 50.000 luôn, tôi đặc biệt là 70.000. Rồi xí quách, ví dụ như tô bình thường thì mọi người ăn có thể kêu thêm xí quách là 30 hoặc là 35.000. Một nguyên một tô là bò 2 cục là 45-50. Dạ. Thôi chị làm cho em một tô tái với nạm đi chị. Rồi, tái nạm. Tái nạm với ai coi cái cục nào mình lựa hơn cục nào mọi người. Giò gân này, giò phanh nạc nè. Cho em cái giò gân đi chị. Cục giò gân nữa đây nha. Giò gân này ha. Dạ. Giò này ha. Cục nào ít mỡ á. Cái này ít mỡ thì cái này. Dạ. Nè. Nó nhìn ngon lắm mọi người. Ngon nhất cái này nè. Cái nạm này nè. Cái nạm này là nạm, người này nạm gân nè. Chả thì mình ăn kèm theo. Thì mình có muốn ăn cái xí quách thì mình tới mình gọi vào số điện thoại này nha cả nhà. Đó, gọi số điện thoại này dặn trước. Đây, mình qua bên này coi cái con này đang sắc nạm đi. Đó, nhìn cái miếng nạm nè. Nó bốc hơi lên thơm phức luôn á. Nóng không chị? Này quen tay người sắc miếng nào miếng nấy đều rang luôn á. 50. Thì đây này mọi người, thì bây giờ là Phương đã kêu là một tô giò với lại tái nạm mà lúc nãy chỉ không có nghe rõ cho nên là chị không có bỏ tái, thì mình mới kêu thêm một cái chỗ tái. Đã lắm nha, cái này mà ai mà xỉn xỉn tối ngủ xỉn ở tối qua xỉn mà vậy là hấp một cái chén lên bệnh viện á nè mọi người. Đó. Rẻ lắm nha, chén gì có hình như là hai có 25.000 à. Thì bây giờ là mình sẽ làm một cái chén nước chấm. Đây là ở đây không có ăn tương ớt mà chỉ chấm nước mắm. Nước mắm người ta làm chén nước mắm rất là ngon nha. Thơm quá. Ở đây bán ngon lắm cho nên mình mới quyết định quay lại, mình quay và chia sẻ để cho mọi người biết mà đến ăn á. Nằm cái địa chỉ quán là nằm ngay cái ngã tư Lý Thường Kiệt với lại Tân Phước. Ngay góc ngã tư luôn á mọi người. Tới đây là mình thấy quán bún bò A Cụ liền à. Quán bán 20 năm rồi đó. Đó nè. Đây cái nạm gân này nè, rất là ngon luôn nha. Nó vừa dai mà nó vừa thơm mà nói chung là nhai vào miệng nó rất là đã, thì mọi người nó giòn. Dai vừa giòn. Mời mọi người nha. Đây là lại đây là nói chung là mình nên thử hết, thì nếu mà ngán giò heo thì mình ăn đừng có bỏ qua cái nạm này nha các nhà.
khá là ngon. Với lại đi lại đây ăn mấy lần rồi mà chưa có ăn được cái món chiêu quách thì phải đặt trước. Thì khi mà mình lại mình ăn tầm 8 giờ là mới bắt đầu có xíu quách, và mình đặt trước và muốn ăn thì gọi vào số điện thoại này dặn nha cả nhà. Từ 8 giờ đến 8 rưỡi là hết xíu quách à. Thì đó thì cô cũng này đây ăn cũng có một cái miếng tái này. Thôi cũng xin kết thúc video ở đây. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người.